Sáng 2 tháng 8, Havan H6 được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với duy nhất một phiên bản HEV, giá bán 1 tỷ lẻ 96 triệu. Khách hàng mua xe đợt đầu được giảm 30 triệu. Tuy vậy, mẫu xe này vẫn có mức giá khá cao so với các đối thủ Nhật. Hàn cùng phân khúc SUV cỡ C như Mazda CX-5 giá 749 đến 869 triệu, Hyundai Tucson giá 845 triệu đến 1 tỷ lẻ 55 triệu, hay Kia Sorter giá 859 triệu đến 1 tỷ lẻ 29 triệu. Bù lại. Phiên bản HEV của Havan H6 là bản full option với đầy đủ các công nghệ, trang bị và tiện nghi. Trong khi đó, tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này sắp có phiên bản mới. Đã có những hình ảnh chính thức đầu tiên của Havan H6 2024 được công bố. Từ những hình ảnh này, có thể thấy Havan H6 thế hệ thứ 3 mang phong cách thiết kế tương tự các mẫu xe mới nhất của Havan như Giao Long và Giao Long Mắc. Bên cạnh đó, Thiết kế của H6 2024 còn có những thay đổi đáng chú ý theo từng phiên bản. Xe sở hữu thiết kế đầu xe đầy tinh tế với cụm đèn pha LED hiện đại, được kết hợp với giải đèn LED chạy ban ngày. Lưới tản nhiệt của xe được đặt thấp và liên kết với khe gió giả ở hai góc cản trước. Cả lưới tản nhiệt và khe gió giả được trang trí bằng nan màu bạc ngang, mang lại cảm giác khoang xe rộng rãi hơn. Phía dưới lưới tản nhiệt là hốc gió, trung tâm hình thang rộng với màu sơn đen bóng phiên bản thể thao lại có khe gió hẹp phía trên logo Havan. Dưới logo này là lưới tản nhiệt lớn kèm lưới mắt cáo màu đen. Giữa lưới tản nhiệt và hốc gió, trung tâm là nẹp nhựa đen tạo điểm nhấn. Cản trước của xe cũng tích hợp hốc đèn sương mù màu đen bóng. Ở phần sau xe được trang bị đèn hậu nhỏ gọn, nối với nhau bằng thanh ốp đen ở giữa. Đèn hậu được bao quanh bởi dài đèn dọc ở hai góc, cùng với ốp nhựa đen trên cản sau và hai đầu ống xả giả hình chữ nhật xe sẽ có kích thước lớn với chiều dài rộng cao lần lượt là 4.711mm, 1.940mm, 1.730mm và chiều dài cơ sở 2.738mm. So với phiên bản sắp được bán tại Việt Nam, Havan H6 2024 có kích thước dài hơn 58mm và rộng hơn 54mm, trong khi chiều cao và chiều dài cơ sở không thay đổi. Havan H6 2024 sẽ được trang bị các loại mâm xe la răng có đường kính 18 in hoặc 19 in phụ thuộc vào phiên bản, cùng với cửa sổ trời toàn cảnh, và cảm biến trước sau để hỗ trợ các tính năng trợ lái nâng cao ADAS. Động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít, với công suất tối đa 238 mã lực sẽ được lắp đặt dưới nắp capo của xe. Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về ngày ra mắt của Havan H6 thế hệ mới tại Trung Quốc. Còn thị trường Việt Nam, Havan H6 hiện tại là phiên bản cũ và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan mẫu SUV cỡ C này sử dụng hệ chuyển động hybrid với động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1.5 lít kết hợp với motor điện, mang lại công suất tổng cộng là 243 mã lực.